Cứ từ từ. Này, lui ra. Thầy là thầy đi cúng. Vâng. Chứ không phải thầy đi chén đâu. Dạ. Mà nhiều cơ quan khác nó đón thầy thì xe đưa sẽ đón nhá. Đường này, cơ quan này đuối lắm. Nói chung là phọt phẹt rồi. Dạ thưa thầy, đầu năm bây giờ báo nó nhiều vấn đề xe công. Cho nên chúng em rước thầy bằng xe ôm. Nhưng mà lát nữa ra hậu tạ thầy, phong bì nó sẽ dày dày. Dạ, lát nữa hậu tạ nhá. Dạ vâng. Không có thầy cúng nữa, nó không thiêng đâu. Dạ vâng. Để đệ tử đâu. Thầy để em cởi áo cho thầy. Thế nay mai các em muốn liên hệ với thầy thì thầy có điện thoại, có tô lô phong riêng không ạ? Ok. Đây, các vật giết cho thầy đấy. Này, cái này dành riêng cho người chứ vợ. Dạ nhưng mà con lấy vợ rồi thầy ạ. Lấy vợ nữa càng tốt. Tập 2 ạ. Đúng rồi. Còn cái này là dành riêng cho người chứ chồng. Dạ, em muốn lên chức ạ. À lên chức hả? Sẽ được lên chức. Mà cái này là dành riêng cho người tịt. Tịt là tịt thế nào? Em mà hai trai hai gái rồi ạ. Thầy ấy, thầy bây giờ đặt bắt hương ở chỗ nào ạ? Ở đâu hả thầy? Đặt bắt hương chỗ nào nhỉ? Ô hay. Thầy lại hỏi chúng em. Em rước thầy về sẽ đặt bát hương chỗ nào thầy hỏi bọn em thế thì chịu thầy rồi. Chị ơi, hay là đặt bát hương trên nóc tủ nhá. Để trên nóc tủ chị ạ. Ôi, lộ ra để ông Tâm ông cào chết à? Đấy. Hay thế này này, ta cho bát hương vào tủ tài liệu. Dạ. Thầy thế nào? Ngồi ạ. Báng ngổ. Báng ngổ ngay á. Sao lại các cụ lại vào tủ ngồi là thế hả? Dạ, như thế cho nó kín ạ. Kín là kín thế nào? Đưa các cụ vào tủ, các cụ còn chết tươi. Thế bây giờ rồi này. Chị ơi, khó lắm. Bây giờ chị. Chị à, nhờ riêng chú một tí. Khó lắm. Thôi, biết là vào tủ nó khó. Thế nhưng bà chú là đệ tử. Thế nào gọi là tốt thiền rồi chút nước. Khó lắm. Anh giúp chú nghe ạ. Thế này hơi ít. Này này. Dạ dễ chứ ạ. Chấp nhận cho các cụ vào tủ. Cá xê gấp đôi. Dạ vẫn được ạ. Tầm này là các cụ vào tủ ngồi được rồi. Dạ. Em ơi, dọn tủ đi, dọn tủ đi nhanh lên. Quân hết tài liệu vào kêu chị. Mời thầy. Lên ông Tâm đấy là chết rồi. Nào, xong chưa? Dạ, xong rồi ạ. Sắp xong rồi đi ạ. Lại đây thôi. Liên. Bây giờ chúng ta quả. Đi đấy. Cái gì đấy? Chết cái tay này này, tội lắm đấy. Làm sao? Lấy nhiều chồng lắm. Nhìn rõ nhà ông này. Đang làm ăn gì cái vớ bẩn gì đó. Hỏng hết việc bây giờ. Mời thầy tập trung chuyên môn nha con. À, thế xong rồi hả? Dạ. À, thế để thầy khấn nhá. Gõ nhạc lên thầy khấn cho nó máu. À dạ vâng được ạ. Nó mới thiêng. Dạ được rồi đấy. Khấn cả cổ cả kim lẫn lộn. Dạ vâng được ạ. Bà ha 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 ha. Ta bảo mi ăn cá chuối mi không ăn, mi ăn cá chê cá rô nhiều xương, mi hóc mi chết bà cá mi à. Năm nay công ty làm ăn phá tan. Đấy, tốt quá rồi. Dạ, tiền vâng. Vào như nước sông Hồng. Dạ. Tiền ra giò giọt như cà phê phi. Dạ. Con gái chưa chồng lấy được chồng. Dạ. Đàn ông chưa vợ lấy được vợ. Dạ. Lấy đầu năm giữa năm dài tán luôn. Dạ. À. Đầu năm đến giữa năm lấy thêm người khác. À thế được. Cầu hòa thông đồng bến mòn. Tóm lại thế nào thầy? Tóm lại là kính thưa các loại cầu hòa đâu được hết. Có cần cả ai làm tín chủ không ạ? Tín chủ à? Con nào béo nhất làm tín chủ? Chị ạ. Chị đâu? Dạ nhưng mà không phải là con làm trưởng phòng là ông Tâm cơ ạ. Dạ vâng ông Tâm ạ. Hình như ông vừa gõ cửa đúng không? Đúng chứ. Đúng rồi. Ông mà biết là chúng em không có lên lương đâu ạ. Đúng rồi. Thế 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 cũng cúng trộm mà. Dạ vâng. Ông Tâm sao lại dở hơi thế? Thì trước bây giờ chưa cúng trộm bao giờ. Thầy ơi thầy ơi. Đi là đi thế nào? Đi đâu? Đây đây.
lúc khó khăn thế này thầy giúp các em, thầy chui vào trong tủ thầy ngồi bắt được không ạ? Này này, thôi thôi được rồi, hoàn cảnh bắt buộc. Vâng, chui vào tủ thì cá xê cá ba nó là cái gì? Tiền điện nhanh này này, tất cả chính mật. Úi giời, áo của đứa nào đây? Đi trời ơi, chúng mày đứng như là đang đang viết báo cáo chưa? Này, úi giời ơi, nó đang cá xê nhá. Rồi rồi, ta mở cửa. Này này này, đó là ai xuất đi? Rồi, bình tĩnh chưa? Ta mở cửa đây, khổ quá. Tạm mời sếp vào ạ. Tại sao mà? Sao các cô các cậu khóa trái cửa lại là thế nào đấy hả? Cái báo cáo ạ. Báo cáo khóa vào để tập trung chuyên môn. Dạ vâng ạ. Quá nhỉ, mình ngửi thấy cái mùi nó là lạ nhỉ. Thế là sau vụ này em mong sếp đi khám bác sĩ đi ạ. Em sợ là mũi sếp có vấn đề, nó bị trĩ mũi. Rất nhiều lần em nói là phòng em là nó bị khói lửa. Và chúng em hôm nay thì chưa ăn gì. Đúng rồi. Sáng còn mình ăn với cá chỉ vàng nướng nhỉ. Đúng rồi. Tôi biết, tôi biết là các chị hay lôi đồ ăn thức uống vào trong phòng bù cú. Dạ, thỉnh thoảng thế ạ. Hay là hôm nay lại lôi lòng lợn với mắm tôm về đây đấy hả? Khói đâu ạ? Khói quá. Đỡ thầy xuống, khói quá. Nó về đâu đây? Sao đến đây hả? Dạ đây là cháu họ xa của em đấy ạ. Dạ đây là ông anh họ em. Quay lại gì? Tàu hàng cả, tôi chả hiểu gì cả đây. Dạ đến chúng em còn không hiểu chứ ạ. Thế cái người này ở đâu đấy? Dạ tóm lại, dạ báo cáo với sếp. Tóm cái gì? Tóm cái con khỉ. Nói thẳng đây là thầy đến cúng cho cơ quan thế thôi. Thầy cúng thì ra các cô các cậu mời ông ta về để lập bắt hương bàn thờ trong phòng đấy à? Cô Liên. Dạ. Đưa mấy người này ra bảo vệ. Thế con trên của tôi. Mình ra này nhá. Bây giờ cứ ra bảo vệ đi. Ta chỉ gửi phong bì nhá. Mày chỉ bảo này. Đưa mất hương ra bảo vệ nhanh lên. Dạ, mời sếp an toàn. Vào đây họp đi. Dạ vâng ạ. Cô Liên nhanh lên. Này, theo hồ sơ công tác ấy, thì năm nay tuổi các cô các cậu thế nào nhỉ? Dạ thưa sếp, chắc là sếp định mừng sinh nhật em ạ. Dạ thưa, nếu không nhầm còn 5 ngày nữa là em tròn 50 tuổi ạ. Dạ. Tôi nói thế vì nó liên quan đến vấn đề ưu tiên. Trời ơi, đấy chưa? Vừa bốc một hương dâu thánh đã hiển linh rồi. Còn mình có tài có lộc rồi đấy. Dạ thế nào hả sếp? Mà nó cũng liên quan đến vấn đề là thuyên chuyển cán bộ công tác. Trời ơi, lên chức rồi, lên liêm rồi, đã bảo rồi. Chị lên trưởng phòng đấy. Chị lên trưởng phòng đấy. Đúng. Dạ. Này thế, trong phòng này, dạ, có lẽ chị Tín là người cao tuổi nhất nhỉ? Dạ vâng ạ. Thế dạ, chị năm nay là... Dạ thưa sếp, nói về bề dài của em thì có lẽ là 30 năm qua em là viên gạch đầu tiên ở công ty. Dạ từ những viên gạch đầu tiên và bây giờ xây lên. Thôi. Quá trình công tác của chị như thế nào tôi hiểu rồi. Chị biết rồi ạ. Thành tích của chị ra sao tôi biết rồi. Dạ vâng. Còn cậu Hạ? Em thì không được dày và dài như chị Tín ạ. Thế nhưng mà tuổi trẻ tài cao em công hiến cho cơ quan mình sẽ biết rồi đấy ạ. Dạ vâng. Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ em 28 tuổi. 28. Cô Liên. Dạ em ạ. Dạ. Cô về công ty chắc cũng chưa được bao lâu nhỉ? Dạ sếp chả nhớ gì ạ. Em về công ty hơn chục năm rồi ạ. Đúng rồi. Dạ vâng, sếp có nhớ không, từ cái hồi công ty mình có máy tính đầu tiên ấy ạ. Đúng rồi. Chính em là người dạy mọi người chơi vi tính. Tôi hiểu rồi. Dạ. Thảo nào công ty người ta cứ đồn ầm lên thành tích cao nhất của cái phòng tổng hợp là chơi điện tử. Nói thế nào ấy chị ạ, bọn em là không được chăm chỉ lắm. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc chính nhá. Dạ vâng ạ. Phòng tổ chức cán bộ vừa họp. Dạ. Và đi đến quyết định như sau. Dạ. Quyết định gì ạ? Từ khi thành lập cho đến nay, phòng tổng hợp làm ăn hoàn toàn không có hiệu quả. Sếp
tôi có đọc nhầm không đấy ạ? Ban giám đốc và phòng tổ chức quyết định giải tán phòng tổng hợp và điều các đồng chí sang làm vị trí công tác khác. Ôi trời ơi, nghe anh về hưu à? Ai? Ai mà tôi nghỉ hưu? Bơ vẩn. Còn lâu. Ban giám đốc chủ trương là tinh giảm biên chế. Những đồng chí nào chưa đủ năm công tác, chưa đủ tuổi. Em hiểu, em hiểu, em hiểu. Ý là bây giờ sếp cũng đã là lên vị trí cao hơn. Em sẽ làm giám đốc thay anh, được không? Ban giám đốc quyết định chị nghỉ hưu sớm theo chế độ. Ô, thế về một cục cả sếp. Đúng. Em sẽ chống đối lại, em sẽ kiện lên trên. Em chưa đủ tuổi về hưu. Còn cô Liên với cậu Hạ. Dạ. Ban giám đốc quyết định là. Dạ. Em quyết định thế nào hả sếp? Quyết định. Dạ. Điều cậu bổ sung cho tổ bảo vệ. Dạ. Sếp nhầm với sao kia. Và điều cô sang tổ tạp vụ. Nhá. Dạ. Trong vài ba ngày tới sẽ có quyết định chính thức với mọi người. Cứ thế mà thi hành nhá. Dạ. Theo tôi ấy, là có vấn đề. Vấn đề gì? Rõ ràng cái ông thầy bốc bắt hương nhà tôi. Cái ông bảo năm nay là tôi rất tốt, làm ăn rất vượng. Thế mà cái lão này, lão đến đây, tôi chết rồi. Có điểm mà ám rồi. Chị mời kiểu gì đấy? Kiểu như thế nào? Rõ ràng lão đây này, cái âm vỡ này, bắt hương cháy trong tủ này. Đúng rồi. Cô chết rồi, không khéo thầy dầm. Vậy tìm lão nào lại cho nó. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Sao lại rửa thế chứ? Tiền đâu? Mày buôn bán này, buôn bán thằng Vân Thánh thế nào? Cả phong về hưu đã lấy cả rồi này. Ê. Tiền đâu giả đây? Tiền đâu? Giả. Tôi này, từ nhân viên phòng giờ xuống thành bảo vệ. Ông bảo vệ càng tốt chứ sao? Tiền đâu? Bảo vệ nó đuổi, nó bảo nó đánh, nó không cho hai vợ chồng thằng này về. Em lại chị, em xin chị, em có làm gì đâu. Em lái xe ông ở đầu cổng ấy. Ông này ông cho em vào đây đứng sau ông ăn theo lói leo, em có biết gì đâu. Ôi giời ơi, Nghiệp ơi, chúng ta bị lừa rồi. Ông ơi, chân lấy chân rồi. Chân, 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 chân. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều biết rằng đời sống tâm linh luôn luôn là một đời sống được bà con của chúng ta trân trọng. Và mỗi một người tùy vào hoàn cảnh của mình đều thể hiện sự trân trọng đó. Thờ cúng một cách bừa bãi và làm những công việc mê tín dị đoan thì không chỉ gây nguy hại cho bản thân con người đó, mà còn vi phạm nghiêm trọng đến nếp sống văn hóa văn minh và làm ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội. Trong cuộc sống của chúng ta, chỉ cần chúng ta sống lành mạnh, chúng ta lao động chân chính thì chắc chắn chúng ta sẽ làm chủ được cuộc đời của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình hôm nay của chúng tôi.